Dạ. Chỉ có mỗi cái là nhớ mãi cái chuyện mà lúc mẹ bệnh đi bệnh viện thì mình về, đang làm thì ta kêu thì về thì con mình nó không theo mình đâu. Mẹ dưới đây ẩm có ấm đâu, người ở bên sống thì nó theo, nói ra thì nó cũng cực, nó cũng có muốn bỏ con thì chạy vậy đâu, thì nó muốn ở nhà với con, nhưng mà điều kiện gia đình thì nên là nó phải bỏ con thôi. Cho mẹ chồng thì nó đi làm, giờ thì giàu hơn người ta thì không có, mà đói như mọi khi là thì cũng không có. Tên tôi là Hồ Thị Lan, tôi năm nay là 101. Trời ơi, 101 tuổi. Wow. Con tôi thì 9 đứa, 5 con dâu, 4 con dâu ở Hà Nội. Ở đây có 1 con dâu, 2 cô con gái. Bà là ở đâu bà? Quê Đức Nhân, Hà Tĩnh. Hà Tĩnh. Vâng. Dạ. Tôi vào trong này ở với con út ở 30 năm. Xin chào anh Quyền Linh. Dạ. Xin chào Lê Lộc. Dạ chào cô ạ. Mình là Nguyễn Thị Hoan, năm nay 51 tuổi. Rồi chị làm dâu bà bao nhiêu năm rồi? Em làm dâu 27 năm. 27 năm làm dâu. Cô có mấy người con rồi cô hả? Mình có 2. Dạ. Bà có nhớ bà bao nhiêu người cháu không? Cháu của tôi là 31 đứa. 34 cháu. Là nội ngoại luôn hả bà? Cả nội cả ngoại. Còn chắc của tôi là 57 đứa. Trời ơi. Trời ơi. Mà chút thì 3 đứa. Dạ. Lúc bà gặp con dâu này nè, bà có ấn tượng với cô con dâu này như thế nào không bà? Khi tôi gặp nó thì tôi có chế nó là bé quá, có 30 mấy ký à. Tôi cứ nghĩ trong người tôi nói không biết nó bé vậy thì nó có sinh được cháu hay không. Dạ. Con nghe nói lúc trước bà đi lại khỏe mạnh lắm. Tôi vẫn đi lại bình thường. Giờ tôi gần 3 năm tôi đi lại không được, tôi gãy ngang đây. Là do bà ngã hả bà hả? Tôi ngã là tôi gầy ngang đây rồi đi lại cũng được. Rồi đi đâu là con nó bị. Cô có nhớ cái lần đầu tiên khi mà cô gặp bà như thế nào không cô? Có ấn tượng điều gì không cô? Thì mình mới đầu thì gặp thì cũng chắc là cũng sợ lắm. Dạ. Nhưng mà xong thì cũng chẳng biết là không sợ, từ lúc nào cũng không biết nữa. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ chồng nàng dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu. Rồi khi mà cô về làm dâu á cô, là cô lúc cô bao nhiêu tuổi cô hả? Lúc đấy là mình cũng 24 rồi, 23, 24. Cô về cô có bỡ ngỡ hay cô lo lắng điều gì không? Không, tại vì là lúc đấy là mình đi làm. Nên là mình cũng không nghĩ là gì cả. Năm trước năm sau thì có bé rồi. Bà thì cứ trông cháu vậy thôi. Đi làm thì 4 giờ sáng phải đi rồi, đến 10 giờ đêm mới về. Cô này đâu có làm dâu đâu bà hả? Thì bình ngày thì nó đi vặn nhá, tối nó ở nhà về có mẹ con. Vâng. Là cháu bà cũng tự lo luôn. Vâng, cho đúng ra thì khi đấy thì mẹ con cũng cực. Con thì bình ngày thì đi làm nhà nước. Dạ. Tối về chạy xe ôm. Thì ba cháu ở nhà mình 11, 12 giờ đêm con nó mới về. Coi như có con dâu thì cũng không lo gì được cho bà hết. Thậm chí bà còn lo ngược lại nữa hả? Thì vì nó đi làm. Đi làm. Trời vậy ơi. Rồi cái thời gian nào mà để cô tiếp xúc rồi chia sẻ tâm sự với bà được cô hả? Thật sự là lúc đó thì lúc đó chúng tôi vất vả lắm. Nên là chỉ biết đi làm thôi. 1 tháng thì được nghỉ qua 2 bữa thôi. Con nó chẳng thèm. Lúc đó chị là có mấy đứa con? 1 ạ. 1 thôi. Dạ. Rồi nhà để cho bà chăm sóc, cứ sáng đi làm rồi tối về như vậy. Rồi khi mà sinh cháu đầu tiên đó, phải đi làm như thế. Sinh rồi bà có lo gì? Thật sự là bà cũng không cằn nhằn gì chúng tôi cả. Mẹ cũng biết là chúng tôi thiếu thốn, vật chất là không có cái gì cả. Chúng tôi quen nhau 7 năm. Đến năm thứ 8 thì chúng tôi cưới nhau. Bố mẹ bên tôi cũng già rồi, cũng không có gì cả. Mẹ bên này thì cũng thế thôi. Thế là 2 đứa thì tự sinh. Mẹ vào trong này ở với chúng tôi thì nói chung là mẹ cũng vất vả vì con cháu vậy đó. Thế nên là tôi đi làm thì nhiều khi thì cũng không phải là mình làm hết thời gian là như thế. Nửa ngày thì làm ở trong trung tâm phòng chống ma túy, Thì còn nửa ngày thì ra thì làm việc phụ ở bên ngoài, thì là đến 10 giờ mới về. Lúc đó là bà 80 tuổi rồi đó, bà vẫn chăm cháu, vẫn lo cho con dâu. Thời gian đó thì là mẹ tôi rất khỏe nên là mới lo được cho cháu lớn. 5 năm sau thì tôi sanh cháu nhỏ, thì là ở nhà buôn bán về hè thôi. Tôi cũng thấy hiếm có những người mẹ như vậy. Bà thấy bà hợp với con dâu như thế nào? Vì mẹ con hợp nhau mới ở được với nhau gần 30 năm. Dạ. Hợp về vấn đề gì bà? Bà là người Hà Tĩnh, còn chị là người ở đâu? Em ở Vĩnh Phúc ạ. Vĩnh Phúc. Vậy thì nó khác vùng miền như thế, về ẩm thực, về ăn uống, về phong cách này kia đó chị. Dạ, thật sự ra mà nói là lúc đầu tiên ấy, em chẳng biết nấu nướng gì cả. Không nấu nướng gì hết. Dạ vâng, tại vì là lúc ở nhà đi học á, thì một buổi đi học, một buổi đi làm đồng, cũng không có được nấu nướng gì cả. Chỉ có ai ở nhà thì là người đó nấu nướng hết. Em về với mẹ thì lúc đấy em mới bắt đầu. Lúc về đó con dâu không biết nấu nướng gì, rồi ai nấu cho bà? Tự tôi nấu. Tự bà nấu luôn? Vâng, tự tôi nấu cho vợ chồng anh đi làm. Nó đi làm thì ở nhà, tôi ở nhà một mình. Sau này có cháu thì ba cháu ở nhà, từ ba nuôi cháu, từ ba nấu nướng ăn uống. Bà lo hết luôn? Vâng, con dâu nó đi làm nhà nước. Em thì đi làm từ 4 giờ sáng đến 10 giờ đêm mới về. Nói chung là cái đầu thì nó về thì nó cũng không hợp, nhưng mà sau này rồi nó quen rồi nó cũng hợp ăn. Với lại toàn là bà nấu không mà? Tôi nấu thôi. Nó sáng mai thì nó đạp xe đạp đi, tối đạp xe đạp về. Ba cháu ở nhà nuôi nấng nhau, cho cháu ăn này nấu cho cháu ăn. Bà thấy có những điều gì mà bà chưa hợp với con dâu của mình? Nói cho đụng ra thì cái đầu thì mẹ cũng sai, con cũng sai, nhưng mà mẹ con nói nhau vài câu vậy rồi thôi. Rồi bỏ qua. Mình thì khác, cái tính của nó thì khác, ăn uống thì nó cũng hợp mình cũng không vừa ý. Nhưng mà sau này nói với nó là người ta hay nói lấy chồng phải theo chồng, cái thuyền thì theo lại, gái thì theo chồng. Gia đình nhà chồng ăn cái gì thì mình ăn cái này, chứ mình đừng có làm như vậy. Làm như vậy người ăn người không, nó khó chịu lắm. Cô có nhớ là mình với bà hợp nhau hay là không hợp nhau điểm gì không cô? Mình thì không có phải là không hợp mẹ ở cái gì cả. Chỉ có mỗi cái là nhớ mãi cái chuyện mà lúc mẹ bệnh đi bệnh viện thì mình về. Đang làm thì người ta kêu thì về thì con mình nó không theo mình đâu. Mẹ dưới đây ẩm con ấm đâu. Người ở bên trọng thì nó theo, nói ra thì nó cũng cực. Nó cũng có muốn bỏ con thì chạy vậy đâu. Nó muốn ở nhà với con. Nhưng mà điều kiện gia đình, cho nên là nó phải bỏ con cho mẹ chồng thì nó đi làm. Giờ thì giàu hơn người ta thì cũng có, mà đói như mọi khi là thì cũng không có. Nói chung bà là một người rất là thông cảm cho con dâu, thương con dâu, sẵn sàng bỏ qua. Như nãy bà nói đó, là đôi khi nó làm không vừa lòng mình cũng buồn nó cũng buồn mình. Nhưng mà mẹ con nói với nhau là sẽ hiểu thôi bà hả? Vâng. Có bao giờ con dâu tổ chức sinh nhật cho bà chưa? Có rồi. Có rồi hả? Vâng, vợ chồng nó không có tổ chức cho bà. Nãy giờ con bất ngờ. Và con thấy vui nhất là bà 101 tuổi mà bà rất là minh mẫn. Bà kể từ cái giai đoạn đầu tiên khi mà gặp cô cho đến bây giờ luôn. Đúng rồi, bà rất nhớ. Bà bí quyết sao mà đến 101 tuổi vẫn minh mẫn, vẫn khỏe như thế bà? Bà muốn là ăn bình thường hay là có một chế độ ăn uống nó... Không, bà như em thì ăn rất ít. Buổi xế thì ăn trái cây. Đó bà có tập thể dục gì không? Dạ không. Không có luôn? Dạ. Nhưng mà tối khi đấy là tôi làm khỏe. Bà làm khỏe hả? Người đâm là người tôi khỏe. Dạ. Giờ bà có coi tivi thường không? Giờ vẫn coi tivi bình thường. Bà em tự coi, tự bật, tự tắt. Tôi bấm tivi, từ tôi coi. Tự coi tivi luôn, tự chuyển kênh luôn. Bà có coi Mẹ Chồng Nàng Dâu không? Có. Hay không bà? Không coi được. Ngoài ra bà còn coi phim gì nữa không? Thích cái phim gì tôi coi phim này. Giờ chỉ gọi là 2-3 năm nay là không làm được gì cả, không lấy được ảnh. Tại vì bà ngã thôi. Là con dâu nó lấy do. Bây giờ nó bình phục đỡ chưa bà? Giờ thì nó bình phục nhưng mà có cái đi không được. Dạ. Thứ hai nữa là đụng trời là nó nhức. Dạ. Đau người. Chắc là tuổi lớn rồi thì xương khớp nó cũng nhức. Bà nhà em thì té như vậy được 1 tháng thì là uống thuốc xong sau một tháng thì đi khám bác sĩ thì nói là liền rồi. Nói chung là bà rất là kiên định ở chỗ đó. Uống thuốc thì hàng ngày luôn, Bà nhắc nhở mình lấy thuốc, chứ còn thật sự ra mà nói em hay nản chí. Thậm chí mình chưa ăn cũng bảo là ăn rồi. Nhiều khi chị còn quên nữa nói chị. Em là quên đấy. Mà bà nhắc. Vâng. Bà nhớ từng ly vậy luôn. Vâng. Nói chung là nhiều bữa là tối đến là em quên cho mẹ ăn xong rồi này mình làm việc gì đó xong đánh khuya đánh răng đi ngủ luôn. Thế sáng ngày bà bảo là ấy tối hôm qua không ăn đấy, sáng nay lại nhịn đi. Mà con ăn mà mẹ ăn lúc nào. Ở kia là bà nói. Dạ. Bà như em té thì xuống bác sĩ nói là bây giờ bác sĩ không có can thiệp được, tại tuổi của bà quá lớn rồi, quá cao rồi, cho bà uống thuốc. Thế thôi. Thế xong thì đi ra miền Trung á, lấy thuốc ở ngoài miền Trung vào. Dạ. Vâng. Thì là lấy thuốc cho bà uống, một tháng sau đi khám bà thấy là liền luôn. Ừ, liền luôn. Vâng. Quá tốt luôn. Mà bà còn nhớ từng ly từng tí uống thuốc, giờ ngày uống thuốc là hay lắm rồi. Nhớ có nghĩa là sáng ngày là nhiều khi em quên, có nghĩa là mình quên cái đấy, không có lấy cái viên đó. Bà nói là còn thiếu một viên gì đó. Hôm nay con trai của bà có viết lá thư này, Quyền Linh đọc cho bà nghe nha. Bà nghe rất rõ đúng không chị dạ, hả? Bà em nói thầm cũng nghe được. Con đọc cho bà nghe nha. Gửi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, gửi mẹ và gửi vợ. Hôm nay cũng có dịp mẹ và vợ cùng tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, nên con cũng gửi vài lời đến mẹ của con. Con không phải là người hay nói những lời hoa mỹ, cũng không hay thể hiện tình cảm với mẹ nhiều, nhưng con cũng chỉ mong mẹ hiểu một điều. Nhìn cảnh mẹ và vợ có những lúc thủ thỉ tâm sự với nhau khiến con thực sự xúc động, và đôi khi con còn cảm thấy có sự thân thiết hơn cả con gái của mẹ nữa. Con là con trai, con không nề hà chuyện chăm mẹ, nhưng con có thể làm tốt việc đó cũng nhờ có vợ của con cùng bên cạnh để chăm sóc mẹ. Con hay ăn to nói lớn, ăn nói bộc trực nên đôi khi có thể làm mẹ buồn lòng. Con cũng mong mẹ bỏ qua cho con những lúc như vậy mẹ nhé. Gửi vợ, anh là người thẳng thắn, khô khan, nên mấy chục năm qua anh cũng chưa bao giờ làm những điều lãng mạn với em cả. Nhưng anh may mắn có một người vợ hiền ngoan, luôn biết chăm lo cho gia đình của mình, cho con cái, và đặc biệt rất hòa hợp với mẹ chồng. Điều làm anh hạnh phúc nhất là mỗi buổi sáng tỉnh dậy, anh luôn có thể vui vẻ bước chân đi làm, và mỗi giờ tan ca là luôn muốn trở về ngay nhà với mẹ và vợ. Cũng có những khi anh lỡ làm em buồn lòng vì sự nóng tính và bốc đồng của mình, nhưng anh cũng mong rằng em tha thứ cho anh để gia đình mình tràn ngập những tiếng cười vợ nhé. Con muốn gửi đến mẹ và vợ lời cảm ơn chân thành mà con chưa có dịp nói ra. Cảm ơn mẹ rất nhiều, cảm ơn vợ yêu vì đã hợp tác rất tốt trong mấy chục năm qua để gia đình mình luôn vui vẻ hạnh phúc. Thương mẹ, thương vợ nhiều lắm. Cảm ơn chương trình. Khi Linh đọc thì thấy nước mắt chị chảy dài trên má vậy đó. Linh cũng cảm giác rằng là những giọt nước mắt đó cũng là những giọt nước mắt rất là hạnh phúc khi mà những cái lời chia sẻ từ chồng chị đúng không? Nó thì có cái đấy nó nóng tính. Nóng tính bà hả? Nó nói to. Có khi thì vợ thì nó cũng thích nói to, nhưng mà nó đây nói ầm ầm. Có khi con mình đẻ ra mà nó nói tôi cũng vừa lòng, nhưng phải nói vợ. Thường là tôi cứ khuyên con này, giờ con nó lớn rồi, mẹ già rồi, con nói gì nói nhỏ, đừng có để cho người ta chê cười. Phải mang cái tiếng là mẹ chồng con dâu trong nhà tiếng to. Bà thiệt là sâu sắc luôn á. Hôm nay cô muốn nói đến bà là như thế nào, cô có thể chia sẻ được không ạ? Hôm nay thì mình chỉ đến chương trình thì mình cũng nói rằng là mình cũng mong mẹ là ăn khỏe, chẳng phải suy nghĩ gì cả, sống khỏe để vui vẻ với con cháu thì thôi. Bà có mong muốn con dâu mình điều gì không? Giờ không thắc mắc cái gì cả. Cái gì có cái là mình giờ ăn không được, nhưng mà nói thì cứ muốn cho mình ăn cho nhiều để cho khỏe. Muốn ăn nhiều cho bà khỏe chứ. Vâng thì nói dạ. Vậy nhưng mà mình thì ăn không được dạ. Mình đã sống gần như trọn đời bên nhau rồi, đã vượt qua rất nhiều cái gian nan sóng gió. Chắc chắn rằng cũng có lời qua tiếng lại, cũng có điều này điều kia, nhưng đến bây giờ thì nó đã gần như đã gần trọn cuộc đời rồi. Chúng ta chỉ còn tình yêu thương thôi bà hả? Đúng. Dạ. Hôm nay thì có một cái hình ảnh đặc biệt của cháu ở Hà Nội và miền Trung gửi vào. Quyền Linh mời bà với lại chị xem nhé. Con chào mẹ, con là con dâu của mẹ. Chúc mẹ luôn luôn mạnh khỏe, sống lâu với con, với cháu, với chắc, với chút. Chào cô, cháu là vợ Phương Chi. Mẹ cháu 12 tuổi, cháu là đời thứ 5 của cụ. Chúc cụ luôn mạnh khỏe, sống lâu với các cháu. Chào ba năm người và xin chào chương trình, chào hai MC. Hôm nay mình được ba và mười lên cái chương trình Mẹ chồng nàng dâu. Thì con cháu của ba ở vùng Trung, tức là đấy là con trai của ba và đấy là dâu của ba, và bốn cháu là con mặt và chúc cho ba và mười là tình cảm mẹ chồng nàng dâu ngày càng gắn bó và chúc cái chương trình ngày càng thành công. Xin cảm ơn. Chào ba, chào mừng nha, chúc chương trình nha. Bà có nhớ con trai đó là thứ mấy không? Thứ hai. Con trai thứ hai là bao nhiêu tuổi rồi bà nhớ không? 75, 76 tuổi. Mà con trai đầu thì 80. Con trai lớn của bà gần 80 rồi. Mà con trai lớn là nó là phó điện sĩ của công ty Gia Cầm. Dạ. Trời ơi, mình kêu bằng ông luôn rồi đó. Dạ. Tụi con cảm ơn bà nhiều lắm nha. Vâng. Cảm ơn bà đã đến đây tham dự chương trình với tụi con. Vâng. Tụi con mong bà khỏe. Vâng. Khỏe thiệt là khỏe. Thì tôi xin cảm ơn chương trình, cảm ơn chú Hồ Linh. Bây giờ coi như là mẹ con được gặp nhau như thế này là tôi rất chỉ là mừng. Cái hình này của con với Lê Lộc á. Vâng. Đây là cháu chích của bà luôn. Đấy là nếu mà chỉ là thành trách thôi. Chắc luôn thấy chưa, bà nói chắc luôn đó. Nếu chỉ là tuổi này chắc nằm đây, chích nằm đây, nhưng mà chích chắc nằm đây luôn. Cái bà coi truyền hình đó mà mở lên mà coi cái này, coi giống tụi con cái bà nhớ tụi con là được rồi ha.